từ Bà Trưng Bà Chiều. Sông Bạch Đằng âm vang trong gió, sóng rạch gầm chôn xác quân ngoài sông. Tiếng vó ngựa rền vang bờ cõi, những người con đất Việt oai hùng. Vẫn ngàn năm dòng máu Việt Nam từ hồn thiêng sông núi, tiếng trong đồng âm vang rừng núi, thắm máu đào trên đất mẹ yêu thương. Hãy giữ lấy màu xanh bờ cõi, đất Việt ơi luôn thua bên người. Đó.
địa linh thiêng, kính xin trời đất chứng minh lời phàm. 28 tháng 2 cung đình khai hội, cầu an cầu hòa, tưng bừng nhộn nhịp quốc ta đón bằng di tích ở là nơi đây. Lòng dân ý đảng chuyển xoay, đoàn kết từng ngày thăng hoa, phấn khởi trai gái trẻ già mừng ngày đại lễ nở hoa đại đồng. Vâng, hôm nay ngày 8 tháng 2 năm 2023 Quý Mão niên, tức là ngày 19 tháng 3 năm 2023 dương lịch, được sự quan tâm nhất trí của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng ban văn hóa, các cấp các ngành, lãnh đạo của thôn, xã, huyện, tỉnh long trọng tổ chức lễ trao bằng di tích cấp tỉnh cho nhà thờ Hò Tống tại thôn Vĩnh Hòa, xã Quang Vinh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, để thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, uống nước nhớ nguồn, tri ân thiên tổ, nhớ ơn các bậc thánh nhân có công trong các cuộc dựng nước và giữ nước. Con xin thay mặt cho câu lạc bộ trống của Trung tâm UNED Expo Bảo tồn di sản văn hóa tín ngưỡng Việt Nam kính dâng lên 3 làn điệu trống hội cung đình, cầu cho quốc thái dân an, tai hoa nạn khỏi, vinh quang thọ trường, đảng dân làm đúng kỳ cương, cảnh xa tề nạn, tai hương ở trần, phúc lộc về tới toàn dân. Kính xin Phật Thánh độ gần độ xa, độ cho trai gái trẻ già, trẻ ngoan học giỏi, chẳng là nạn tai, cầu hiện tại, cầu tương lai, sống vui, sống khỏe, phúc dài muôn năm. Cuối cùng một lần nữa, nhân dịp đầu xuân năm mới, con xin thay mặt cho câu lạc bộ trống kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng ban văn hóa, quý khách thập phương cùng bà con nhân dân một lời chúc sức khỏe, một lời chào kính trọng nhất. Thank you.
cho qua những tháng ngày sóng gió, những buồn vui nơi đất là quê người. Xuân ơi, tiếng này yêu thôn thương, mắt em buồn duyên phận chuyện nhân gian. Hội đó phải cắn tay cha chờ che chở thank you.
Tín, nhà thờ Tống Nguyên Kế. Thay mặt cho ban tổ chức, xin cảm ơn đội văn nghệ đã đem đến những lời ca tiếng hát chung vui cùng buổi lễ. Một lần nữa, xin kính chúc quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn các tiết mục văn nghệ của ban văn hóa, đội văn nghệ Hòa Tống và các em học sinh đã đem đến cho buổi lễ của chúng ta những tiết mục văn nghệ hay, ý nghĩa và đậm đà bản sắc dân tộc. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý và toàn thể bà con nhân dân, thực hiện công văn số 02 ngày 17 tháng 1 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ, hôm nay Ủy ban nhân dân xã Quang Bình tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Tống Nguyên Kế. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông qua nội dung chương trình buổi lễ. Một, ổn định tổ chức văn nghệ chào mừng, phần này chúng ta đã thực hiện xong. Hai, thông qua chương trình. Ba, chào cờ. Bốn, khai mạc giới thiệu đại biểu. Năm, báo cáo tổng kết lịch sử Tống Nguyên Kế. Sáu, công bố quyết định trao bằng xếp hạng di tích và tặng hoa chúc mừng. Bảy, trao mã QR cho di tích. Tám, phát biểu của lãnh đạo cấp trên. Chín, phát biểu cảm tưởng của đại diện dòng họ. Mười, bế mạc buổi lễ. 11, rước băng về nhà thờ. 12, dâng hương tại nhà thờ và liên hoan thân mật. Tiếp theo chương trình, xin kính mời đồng chí Trần Văn Thống, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã lên điều hành nghi lễ chào cờ. Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân đứng dậy chỉnh đốn các phục chuẩn bị làm lễ chào cờ. Chỉnh đốn các phục xong. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Hồng Dân là tác giả của di tích.
và cấp huyện, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Thọ. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Trưởng phòng Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Phú Thọ. Tôi xin trân trọng giới thiệu các đồng chí chuyên viên của phòng Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Phú Thọ cùng về tham dự. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Ở các xã, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Ngô Vĩnh Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Quang Bình. Xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, các đồng chí bí thư, thôn trưởng của xã Quang Bình. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Về dự buổi lễ hôm nay có đông đảo con cháu họ Tống đang sinh sống tại thôn Bình Hòa và con cháu dấu gì đang sinh sống học tập trên khắp mọi miền Tổ quốc, cùng đông đảo bà con nhân dân và các đồng chí phóng viên đài phát thanh và truyền hình về Đức Thọ cũng như các phóng viên của con em họ Tống về dự buổi lễ, đưa tin đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn sự có mặt của quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân. Kính thưa quý vị, theo giáo phả họ Tống vào thế kỷ 18, để ghi nhớ công lao to lớn, ơn đức cao dày của ông Tống Nguyên Kế đã có công phò vua hộ quốc, gìn giữ giang sơn bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc. Hai triều đại vua Triều Nguyễn là Thành Thái và Khải Định đã bán sắc phong thần, Tôn Phong là thành hoàng bản thổ và bán sắc phong cho dân làng Thuận Hòa lập đền để thờ phụng. Các sắc phong hiện nay còn được lưu giữ tại di tích. Di tích lịch sử nhà thờ Tống Nguyên Kế được con cháu xây dựng để thờ từ vị tổ họ Tống là Tống Nguyên Kế và các bậc tiền bối của dòng họ. Căn cứ vào luật di sản văn hóa năm 2021, Ủy ban Nhân dân xã Quang Bình đã phối hợp với ban đại diện dòng họ Tống lập hồ sơ đề nghị được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, và Ủy ban Nhân dân huyện Đức Thọ đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xét công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, và đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 13 tháng 1 năm 2023 cấp bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đây là một sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của cha ông để lại cho con cháu, là nguồn động viên đối với cán bộ và nhân dân xã Quang Bình nói chung và dòng con cháu hậu duệ của dòng của họ Tống Nguyên Kế nói riêng. Việc tổ chức buổi lễ hôm nay càng có ý nghĩa quan trọng, đó là giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ con cháu hôm nay và các thế hệ mai sau, đồng thời xác định trách nhiệm của mỗi chúng ta trong công tác bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và phát huy những giá trị của di tích lịch sử văn hóa, chấp hành nghiêm luật di sản văn hóa. Với ý nghĩa đó, thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ đón nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Tống Nguyên Kế xã Quang Bình. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, để hiểu rõ hơn về quá trình xây dựng hồ sơ khoa học di tích lịch sử văn hóa nhà thờ Tổng Nguyên Kế, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Quang Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, để trình bày báo cáo lịch sử của di tích và công bố quyết định công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Tổng Nguyên Kế. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể bà con nhân dân, trong không khí vui mừng phấn khởi của những ngày đầu xuân năm mới, mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, hôm nay Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quang Bình long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Tổng Nguyên Kế. Đây là sự kiện lịch sử quan trọng, là niềm vinh dự tự hào của Đảng bộ, nhân dân và con cháu trong họ Tống, thể hiện lòng thành kính tri ân tưởng nhớ các bậc tiên tổ, lòng biết ơn sâu sắc công lao của tiên tổ ông cha
và các bậc tiền nhân của dòng họ trong quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ sự bình yên trường tồn cho muôn dân trong họ. Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể xã Quang Bình, tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý và bà con nhân dân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa bà con nhân dân, nhà thờ Tổng Nguyên Kế nằm trong khu dân cư thôn Bình Hòa, xã Quang Bình, phía Bắc giáp sông Lam và huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, phía Nam giáp xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ và phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, phía Đông giáp xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân và phía Tây giáp xã Quỳ La Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Dưới thời Nguyên, thôn Thuận Hòa thuộc xã Nam Ngàn, huyện La Sơn, được năm 1945 lập xã Thuận Hòa thuộc tổng tỉnh Hòa, phủ Đức Thọ. Sau năm 1945 lập xã Tiên Tiến, đến năm 1954 chia xã Tiên Tiến thành hai xã Đức Quang và Đức Bình, thôn Thuận Hòa thuộc xã Đức Bình. Năm 2019 thực hiện quyết định số 819 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội, hai xã Đức Quang và Đức Bình sáp nhập thành xã Quang Bình. Xã Quang Bình hiện có diện tích 9,27 km², dân số hơn 3.100 người. Từ trung tâm thành phố Hà Tĩnh ngược theo quốc lộ 1A về phía Bắc 30 km là thị xã Hồng Lĩnh. Từ đây rẽ trái theo quốc lộ 8A 6 km là đến ngã tư Đồ, rẽ phải theo đường chiến lược 19 phủ 2 km qua cầu Đò Hào là đến thôn Bình Hòa, xã Quang Bình. Nhà thờ họ Tổng Nguyên Kế nằm cạnh lề đường liên thôn, đổ bê tông rộng 6 m và có thể đi đến bằng các phương tiện giao thông đường bộ như ô tô, xe máy, xe đạp, vân vân. Họ Tổng đến định cư tại thôn Bình Hòa từ giữa thế kỷ 15, tính đến nay đã qua 20 đời nối tiếp nhau. Tại nhà thờ họ Tổng hiện còn lưu giữ bản giáp phả dòng họ chép bằng chữ Hán từ thời Lê, được chỉnh sửa bổ sung năm Tân Hợi đời vua Duy Tân thứ năm năm 1911, kèm theo bản dịch Việt ngữ năm 2005. Theo giáp phả gốc tổ họ Tổng trước đây thuộc họ Nguyễn, thủy tổ Nguyễn Tử Công là một văn quan vừa là võ tướng dưới triều Lê Sơ, đời Lê triều Hồng Đức 1470-1497. Ông được tặng phong là đặc nhiệm vụ quốc thường tướng quân, thường trụ quốc, trung quân đô đốc, phụ tá đô đốc, đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu, tước vinh dùng tử. Đến triều Hồng Thuận 1509 đến 1516, ông được phong tước Vũ Dương Hầu. Vua Thành Thái năm thứ 6 triều Nguyễn năm 1894 ban sắc phong truy phong cho ông là Dược Bảo Trung Hưng Linh Phủ Chí Thần. Vua Khải Định thứ 9 năm 1924 gia tặng Đoan Tục Tôn Thần và tôn làm Thành Hoàng Bản Thổ, đặt thờ tại đền làng Thuận Hòa. Tổng Nguyên Kế là hậu duệ đời thứ 10 của dòng họ Tổng xã Quang Bình. Theo giáo phả họ Tổng, Tổng Nguyên Kế có chức quan to khi đầu hoành từ văn tuyển khoa. Ông giữ chức hữu tham nghị thuộc thừa tý sứ An Hoàng và Kinh Bắc. Lúc qua đời có tên là Minh Mẫn, là con trai của bà Ngô Thị Thái. Tổng Nguyên Kế sinh giờ hời ngày 22 tháng 5 năm Quý Tỵ 1713, là con trai của quan Khương Thọ Hầu Tổng Nguyên Thi và bà Ngô Thị Thái. Giáp phả họ Tổng chết lúc trẻ tuổi, ông vốn rất thông minh, được cha mẹ lo nuôi dạy, lại siêng năng chăm chỉ học tập, nổi tiếng học giỏi ở kinh. Dù cha mẹ mất sớm nhưng ông vẫn chuyên cần học nghiệp, nên đã tham dự các kỳ thi Hương và thi Hội.
nhưng không nói rõ học vị được ghi danh. Lúc bấy giờ tình hình trong phủ chúa có nhiều biến động. Chúa Trịnh Giang là kẻ cưỡng hèn, độc ác và ăn chơi tàn táng, kẻ trung thần bị hãm hại, còn quan còn loạn, hoàn quan thì lùng loạn triều chính. Tống Nguyên Kế đã đi theo các quần công giúp cung vua phủ chúa dẹp loạn thành công nên đã được ưu ái và ban phong chức tước. Ông được tiến cử vào Đông Cung dạy học cho thị tử và được phủ chúa yêu mến quý trọng. Khoảng giữa thế kỷ 18, tình hình xã hội Tràng An dần đi vào ổn định, hoàn chỉnh và phát triển. Tống Nguyên Kế được trọng dụng và cho vào cung với chức thị nội văn chức. Trong kỳ khen chọn bổ dụng nhân tài của triều đình, bổ lại tiến cử Tống Nguyên Kế giữ chức tri phủ Diễn Châu, đảo Nghệ An. Thời gian làm tri phủ Diễn Châu, ông rất quan tâm đến giáo dục, chăm lo mở đường dạy học, đào tạo được nhiều hiền sinh môn đồ cho đất nước. Sau 10 năm ở Diễn Châu, ông được bổ nhiệm giữ chức Thủ Thang Nghị Sứ An Quảng và sau đó lại được điều về kinh làm ứng khảo phủ Đường Khoa, khoa sự xem xét việc thi cử của các ứng thí. Sau nhiều năm ở kinh đô, do có nhiều kinh nghiệm trong sự tín nhiệm, Tống Nguyên Kế lại được bổ nhiệm làm Thủ Thang Nghị Thừa Tý Sứ Kinh Bắc. Tháng 5 năm 1786, với khẩu hiệu Phò Lê Diệt Trình, nghĩa quân Tây Sơn kéo quân ra Bắc đánh chiếm vùng Thuận Hòa, rồi tiến về Thăng Long lật đổ chính quyền Chúa Trịnh, chiếm thành Thăng Long và trao quyền hành cho vua Lê. Chính sự đã thay đổi, gia sản bị tàn phá sau cơn binh hỏa và do tuổi cao sức yếu, Tống Nguyên Kế xin cáo quan trở về quê nhà nhàn dưỡng. Năm 1801, Tống Nguyên Kế đột ngột bị bệnh lì nặng, chữa trị không khỏi và qua đời vào giờ Sửu ngày 6 tháng 9 năm Tân Dậu, hưởng thọ 89 tuổi. Mộ ông được an táng tại xứ Ông Ngang, thôn Thuận Hòa, sau chuyển về xứ Côn Trù và lập làm mộ tổ họ Tống. Ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn, nhân đức cao dày của ông đối với quê hương đất nước, vua Thành Thái và Khải Bình Triều Nguyên ban sắc phong thần tôn phong và thành hoàng bản thổ và sức cho dân làng lập đền Thuận Hòa để thờ phụng. Thần bị ghi rõ bản thổ thành hoàng tiên thí trùng hoành từ Hữu Thang Nghị Tổng phủ quân Mông phong trực bảo Trung Hưng gia tặng đoan tục tôn thần. Đến nay các sắc phong câu đối và đồ thờ từ thời Nguyễn vẫn được lưu giữ cẩn trọng tại nhà thờ họ Tống Nguyên Kế. Trước đây nhiều lần do ngập lụt đền thờ Thuận Hòa bị hư hại nặng nên dòng họ đã chuyển ba bản sắc phong trên về lưu giữ bảo quản tại nhà thờ Tống Nguyên Kế. Biết ơn và tôn vinh công trạng lớn lao của các thanh hoàng bản thổ, từ xưa đến nay đều đặng cứ hai năm một lần tổ chức sắc địa phương cùng nhân dân làng Thuận Hòa và các vùng lân cận long trọng tổ chức lễ rước binh vì và lễ tế thần tại đền làng Thuận Hòa vào dịp rằm tháng 6 âm lịch, gọi là lễ lục ngoạn. Lễ vật gồm xôi gà, rượu bánh, hoa quả và nhất thiết phải dâng bò thúi hoặc lợn quay làm vật tế thần với nghi thức hết sức kính cẩn và nghiêm trang. Tại nhà thờ Tống Nguyên Kế vào dịp rằm tháng giêng, rằm tháng bảy và ngày giỗ vị thần tổ mùng 6 tháng 9 hàng năm, con cháu các chi họ ở khắp mọi miền và nhân dân trong làng cùng tổ chức lễ tế rất trang trọng. Đây là những dịp hồi hộ đông đủ các thế hệ con cháu nhằm ôn lại lịch sử cùng sự nghiệp cống hiến to lớn của các vị thần tổ đối với lịch sử
phát triển của quê hương và dân tộc. Đây cũng là nét đẹp truyền thống với đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta qua hàng ngàn năm lịch sử đấu tranh giữ nước và giữ nước. Qua đó nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, truyền thống phòng chống giặc ngoài xâm của ông cha cho các thế hệ mai sau, nhằm góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phát huy truyền thống của cha ông ngày nay trong sự nghiệp đổi mới và phát triển của quê hương đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân xã Quang Bình đã không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống văn hóa của cách mạng và cách mạng, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, kinh tế của địa phương đã có bước phát triển vượt bậc. Dưới sự quan tâm giúp đỡ của tỉnh, của huyện cùng sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, trong những năm qua xã Quang Bình đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Trong niềm vui lớn hôm nay, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể xã Quang Bình, tôi mong muốn và tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân xã nhà cùng với các con cháu của dòng họ và con em xa quê luôn hướng về cội nguồn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tiếp tục đầu tư tôn tạo, bảo quản các di tích lịch sử văn hóa truyền thống cách mạng, nhằm phát huy hơn nữa các giá trị của di tích, góp phần tô thắm trang sử truyền thống văn hóa cách mạng của quê hương, hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu của nhà nước hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Mong đón nhận những tình cảm chân tình, sự giúp đỡ quý báu của quý đại biểu, con em xa quê, con cháu, các dòng họ và toàn thể nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã Quang Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh. Một lần nữa xin được kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Tiếp tục chương trình, tôi xin được thông qua quyết định Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh số 124, quyết định Ủy ban nhân dân Hà Tĩnh ngày 3 tháng 1 năm 2023 quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019, căn cứ luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật di sản văn hóa năm 2009 ngày 18 tháng 6 năm 2009, căn cứ nghị định số 98 2010, nghị định của chính phủ ngày 21 tháng 9 năm 2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật di sản văn hóa và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật di sản văn hóa năm 2009, căn cứ thông tư số 09 2011, thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định nội dung hồ sơ khoa học xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh. Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản số 1806 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý văn hóa ngày 30 tháng 11 năm 2022 có kèm theo đích biên bản họp thống nhất của Hội đồng xét duyệt xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, quyết định điều 1 xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Tổng Nguyên Đế, xã Quang Bình, huyện Đức Thọ. Điều 2, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các địa phương có di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng thực hiện quản lý nhà nước theo quy định hiện hành, các chủ sở hữu di tích chịu trách nhiệm thực hiện tốt công tác bảo vệ, gìn giữ các di tích. Điều 3, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các chủ sở hữu di tích
tên tại 11 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt Ủy ban nhân dân thì thay chủ tịch, phó chủ tịch đại lý Lê Ngọc Châu. Kính thưa quý vị đại biểu, tiếp theo chương trình là phần trao quyết định ban công nhận di tích lịch sử nhà thờ Tổng Nguyên Kế. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Võ Đinh Thí, phó trưởng phòng quản lý văn hóa sở văn hóa thông tin du lịch thể thao Hà Tĩnh, đồng chí Hoàng Xuân Hùng, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện lên sân khấu trao quyết định và ban di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho nhà thờ Tổng Nguyên Kế thôn Bình Hòa, xã Bảo Bình và tặng hoa chúc mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Quang Việt, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã và ông Tống Ngọc Chất, đại diện dòng họ lên sân khấu để nhận quyết định và ban di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và nhận hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Và mỹ thuật như hệ thống nghi môn, bãi đường, hậu cung,
nhiều di vật, cổ vật quý hiếm. Các sinh hoạt văn hóa tâm linh tại di tích được tổ chức rất thành kính, chú đáo, vừa lưu giữ được nhiều nét cổ truyền nhưng còn bổ sung yếu tố hiện đại. Đây là những giá trị tiêu biểu của di sản văn hóa phi vật thể và nét đẹp độc đáo trong bản sắc văn hóa dân tộc. Với những giá trị văn hóa và tâm linh sâu sắc như vậy, nhà thờ Tổng Nguyên Đế đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh tại quyết định số 124/QĐ Ủy ban nhân dân ngày 13/1/2023. Kính thưa quý đại biểu, thưa bà con nhân dân, tại buổi lễ long trọng này, thay mặt đại biểu về tham dự, tôi đề nghị với địa phương quan tâm làm một số nội dung sau. Thứ nhất, tăng cường quảng bá tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân và nhất là thế hệ trẻ biết về ý nghĩa lịch sử di tích của nhà thờ Tổng Nguyên Đế và hệ thống di tích lịch sử văn hóa của địa phương trong hệ thống chính trị, trên trang thông tin điện tử của xã, trên cả các mạng xã hội, nhằm khơi dậy niềm tự hào về quê hương và phát huy hơn nữa việc giáo dục truyền thống cho các thế hệ con cháu mai sau. Thứ hai, tiếp tục huy động bằng mọi nguồn lực để cùng tu bảo tồn và xây dựng nhà thờ Tổng Nguyên Đế với tư cách là công trình văn hóa lịch sử của địa phương, một di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh theo luật di sản văn hóa đã quy định. Thứ ba, nhân dịp này địa phương cần có sự gắn kết giữa giá trị lịch sử của di tích và sự kiện văn hóa tiêu biểu với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước một cách toàn diện trong đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, hướng vào một nhiệm vụ chính trị như đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân toàn tỉnh xây dựng đời sống nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng xã Quang Bình đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023 và một số địa phương có phong trào vững mạnh toàn diện đến tất cả lĩnh vực. Một lần nữa xin chúc quý đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn ý kiến phát biểu của đồng chí Phạm Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Tiếp theo chương trình xin kính mời ông Tống Vĩnh Hiền, đại diện trong tập lên phát biểu cảm tường. Xin trân trọng kính mời ông. Xin kính thưa ông Võ Đình Thi, Phó trưởng phòng quản lý di sản Sở Văn hóa Thông tin về Du lịch tỉnh Hà Tĩnh. Kính thưa ông Trần Phi Công, Phó giám đốc bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh. Kính thưa ông Hoàng Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cò, ông Nguyễn Văn Đức, huyện ủy viên, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Cò, ông Ngô Vi Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Quang Vinh, ông Nguyễn Quang Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quang Vinh. Kính thưa ông Trần Hồng Trần, nhà nghiên cứu lịch sử, tác giả nghiên cứu lịch sử di tích nhà thờ Tổng Nguyên Đế và tất cả các thành viên liên đoàn. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền và các tổ chức toàn thể xã Quang Vinh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Đặc biệt, kính thưa các bạn trẻ, đoàn thanh niên và các cháu thiếu niên nhi đồng xã Quang Vinh là hiện tại nguyên khí của quê hương đất nước. Kính thưa các bậc cao niên dòng họ Tống, thưa toàn thể con cháu Tống tộc đại tôn, thưa các vị quý vị đại diện và con cháu các dòng tộc anh em, thưa các vị quý vị khách quý kính mến có mặt trong buổi lễ hôm nay, lời đầu tiên tôi xin được phép thay mặt dòng họ Tống đại tôn làm Vĩnh Hòa nhiệt liệt chào mừng các quý vị và gửi tới quý vị lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe chân thành nhất. Cụ Tống Nguyên Kế là hậu duệ đời thứ 10 của họ Tống xã Quang Vinh. Sinh thời cụ đã đi theo các quận công chúc cung vua phủ chúa đẹp lặng thành công nên được ưu ái và ban phong các chức tước. Ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn nhân đức cao tài của ông đối với quê hương nước, các đời vua thành thái Hải Định ở Trường Nguyễn đã ban sắc phong thần tôn phong là thành hoàng bản đồ và cho lập đền thờ cùng nhà thờ nhân dân Tổng Nguyên Đế. Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ký quyết định số 124/QĐ-QND ngày 13/1/2023 xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Với sự chân thành biết ơn, dòng tộc họ Tống chúng tôi nhận thức được rằng di tích văn hóa này có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh, là thế giới thu nhỏ của các vị tiền nhân thủy tổ trong một gia tộc, nơi hội tụ hồn thiêng dòng tộc, nơi con cháu hướng nhìn hàng ngày cảm nhận được sự ấm áp gần gũi của cha ông ta
để đón lành gan dữ, phù hộ độ trì mọi việc được hạnh phúc an thái. Trong buổi lễ trọng thạnh trong thể này, dưỡng đinh thiên tiền tổ anh linh người danh nhân Tống Nguyên Kế, chúng con là hậu duệ Tống tộc xin nguyện điểm góp ông bà tổ tiên mang hết tài năng tâm sức xây dựng gia đình dòng họ xóm làng đất nước ngày càng phát triển, duy trì nền nếp gia phong vun đắp cho phúc đức dòng họ cao dày mãi mãi theo gương sáng của người và tiên tổ. Chúng tôi xin gửi lời biết ơn chân thành tới các cấp ủy, các cấp chính quyền, các tổ chức toàn thể, các dòng họ anh em và toàn thể bà con lối xóm. Xin kính chúc quý vị đại biểu, quý vị khách quý lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, nhân đây thay mặt dòng họ, sau nghi lễ trước bảng di tích lịch sử văn hóa về đến nhà thờ, tôi xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu và tất cả các quý vị khách quý dành thời gian cùng dự bữa tiệc nhẹ liên hoan cùng con cháu hậu duệ Tống tộc chúng tôi tại khu di tích. Xin trân trọng. Xin trân trọng cảm ơn ông Tổng Minh Hiệu. Để theo chương trình, xin kính mời đồng chí Nguyễn Quang Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã lên bế mạc buổi lễ. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể bà con nhân dân, sau một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương nghiêm túc, lễ đón nhận bằng di sản văn hóa cấp tỉnh nhà thờ họ Tống Nguyên Kế đã thành công tốt đẹp. Tại buổi lễ, chúng ta đã được nghe về lịch sử của cụ Tống Nguyên Kế và chúng ta đã được nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Hoàng Xuân Hùng, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin nghiêm túc tiếp thu và những lời chỉ đạo của đồng chí để đưa vào chương trình về thực hiện nhiệm vụ. Thay mặt cho ban tổ chức buổi lễ, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, các quý vị đại biểu đã bỏ chút thời gian về tham dự lễ đón bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Tổng Nguyên Kế. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ cho cán bộ và nhân dân xã nhà. Chúng tôi phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời cũng xin chân thành cảm ơn tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã nhà, con em hậu duệ, con cháu dấu rể của dòng họ Tống ở trong tỉnh và ngoài tỉnh đã về tham dự buổi lễ. Cảm ơn các đồng chí phóng viên của Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện đã về dự lễ và đưa tin. Cảm ơn các đồng chí trong ban tổ chức và bà con họ Tống đã phối kết hợp để thực hiện thành công buổi lễ. Buổi lễ đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Tống Nguyên Kế đã thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các quý vị ban tổ chức và xin tuyên bố bế mạc buổi lễ tại đây. Xin trân trọng cảm ơn. Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim.
nòi giống Lạc Hậu, giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển thủy. Hình bóng mẹ già đứng đợi con tạc vào xứ xa. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiên, con cháu Lạc Hồng, tự hào hai tiếng Việt
Việt Nam ơi giống hùng thiêng, ngàn năm lưu danh sự sách. Mẹ Âu Cơ bố Lạc Long Quân cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua kiên dũng đời ông cha, dựng xây giữ yên bờ cõi. Để tương lai con cháu cùng hoàn ca, đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa. Đình lý trần lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Xương máu dòng tiên ơi, còn đầy kiên trung bất khuất. Như sóng biển đông kia, ngàn năm mãi luôn lưu truyền. Hào khí trời Nam ta, rạng ngời sắt son Việt Nam. Vai rừng thiêng sắc son thề ước, thành Thăng Long mãi còn bay xa, thời gian qua thăm oai hùng. Nhà Nam ta đất với trời bao la, tất nhiên thiên thư còn đó. Giặc bao phen khiết vết chuồn tâm can, đất nước ngoan cường một dải gấm hoa. Sông hát hồn thiêng ơi, ngàn sao cháu con ghi lòng. Sông lớn bạch đằng giang ơi, vui thầy bác quân sớm lớn. Lớp lớp người chung tay dựng xây gấm son san hà, cho nước Việt Nam ta ngàn đời ngút cao hùng thiêng. Đình lý trần lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Xương máu dòng tiên ơi, còn đầy kiên trung bất khuất. Như sóng biển đông ngàn năm mãi luôn lưu truyền. Hào khí trời Nam ta, rạng ngời sắt son Việt Nam. Cho đến ngàn năm sau, rạng ngời sắt son hào khí Việt Nam. Việt Nam đất nước Việt Nam, người Việt Nam dân Việt Nam đất nước Việt Nam, người Việt Nam dân Việt Nam đất nước Việt Nam. Oh,
lạc lòng quân cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua thiên dũng đời ông cha dựng xây giữ yên bờ cõi, để tương lai con cháu cùng hoàn ca đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa. Chiều Tây sơn áo bạc vai rừng thiêng sắc son thề ước, thành Thăng Long mãi còn bay xa thời gian qua thấm oai hùng. Với trời bao la tuyệt nhiên thiên thư còn đó, dặm bao phen khi viết chung tâm can đất nước ngoan cường một dải gấm hoa. Sông Hán hồn thiêng ơi, ngàn sâu cho con nghỉ lòng. Sông Đàn Giang ơi, vùi thầy bao quân sông lớn, lầm lớn người chung tay dựng xây gắng son san hà cho nước Việt Nam ta ngàn đời nuốt cao hùng thiên. Đình Lý Trần Lê ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời sương dòng tiếng nơi còn đây kiên trung bất khuất, như sóng miền đông kia ngàn năm mãi luôn lưu truyền. Hào khí trời Nam ta dạng người sắc son Việt Nam, cho đến ngàn năm sau dạng người sắc son. Hào khí Việt Nam.
Tôi xin thay mặt dòng họ Tổng tộc xã Quang Bình, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh gửi lời cảm ơn sâu sắc và lời chúc chân thành nhất, và xin kính mời quý vị khách quý, quý vị đại biểu cùng nâng chén và chung vui với dòng họ chúng tôi để vinh danh đón nhận bằng di tích lịch sử cấp tỉnh. Xin trân trọng cảm ơn và kính mời ạ. Và để mở đầu chương trình giao lưu văn nghệ hôm nay, xin được trân trọng kính mời quý vị, các vị khách quý, chúng ta hãy lắng nghe giọng hát của chị Thanh Loan với bài hát Lời Mẹ Hát. Xin được trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Cảnh cô cảnh vạn sóng xưa, I'm
Xin được cảm ơn giọng ca của Tuấn Anh rất là nhiều. Một lần nữa chúng ta dành cho Tuấn Anh 100 phát tay thật lớn đâu ạ. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và để liên tục chương trình được trọn vẹn, xin được trân trọng kính mời quý vị, các vị khách quý, chúng ta cùng trở lại với giọng ca của chị Hồng Chuyên đến từ Hồng Lĩnh với ca khúc Chị Tự Chọn. Một lần nữa xin được kính mời chị. Và quý vị dành cho chị Hồng Chuyên 100 phát tay thật lớn đâu ạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Để tiếp tục ca nhạc Hồng Chuyên xin gửi tới các bác anh chị và bạn chúng ta một ca khúc rất là quen thuộc, ca khúc mang tên đề Huyền Thoại Mẹ, nhạc và lời Trịnh Công Sơn. We'll be right back.
Xin cảm ơn.